Có một lần thật bất chợt, tôi được nghe một bài hát. Bài hát với giai điệu và ca từ tha thiết, chân tình, giàu hình ảnh như một câu chuyện kể. Vẫn nhớ những khi trời mưa, vẫn chiếc áo vá sờn đôi vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Ngỡ như đó là một tiếng vọng về từ nơi nào đó xa lắm. Tôi đã lắng nghe bài hát ấy với một chút cảm xúc lạ, một chút tò mò. Sao giữa dòng đời bươn chải bộn bề, cả âm nhạc và tâm hồn người cũng ngập chìm vào những lo toan, tính toán chuyện áo cơm, lợi danh, chuyện bán mua cả tình cảm, cả trí tuệ. Tôi nghĩ đến những người thầy, những cô giáo ngày xưa của mình, những người nghiêm khắc, những người dịu hiền, những người đã khuất, những người đã đi xa, những người tôi thoáng được gặp lại, và cả những người tôi chưa một lần chợt nhớ trong cuộc sống khá nhiều lo toan của mình. Sang sông phải bắt cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy. Tôi mong sao bài hát ấy sẽ đến được với mọi người, với những người thành đạt và cả những người vô danh, để ai cũng được tìm lại những khoảnh khắc hạnh phúc tinh khôi nhất của đời người. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trường, từng ngày dạo mùi hôi rơi ngay trang giấy. Rồi năm tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lên mình trong vườn xưa. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa. Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi, chỉ trên phố dòng sông vắng bây giờ gió mưa. Còn ai nhớ ai quên con đò xưa, dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi. Thầy đã đến như một ngàn tia nắng, sáng soi bước em trong chiếc áo xưa trầm đôi vai. Thầy vẫn đi
ngay trở về hôm nay. Xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng đến với ca khúc
thăm lại trường xưa với giọng ca của nữ ca sĩ Tô Uyên. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
Yeah.
Thank you.
Trường trung học phổ thông Yên Dũng số 1 xin được trân trọng kính mời anh.
nặng cho tất cả các em, và đặc biệt là ngôi trường Yên Dũng, trung học phổ thông Yên Dũng số 1. Thưa các thầy cô và bạn bè thân mến, sau 20 năm được trở lại mái trường thân yêu, được cùng thầy cô, bạn bè ôn lại kỷ niệm xưa, đối với mỗi người chắc hẳn đều có những kỷ niệm không thể nào quên được. Đó có thể là những kỷ niệm rất thân thương, nhưng đôi khi cũng chỉ là những kỷ niệm về một tiết học nào đó hay là buổi khai giảng đầu tiên. Tôi và các bạn cũng có những kỷ niệm như thế, nhưng đối với chúng ta, kỷ niệm về buổi chào cờ hàng tuần để lại cho chúng ta những ấn tượng không thể nào quên được. Để được ôn lại nghi thức trang trọng đó, thay mặt ban tổ chức xin trân trọng kính mời các vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn đứng dậy làm lễ chào cờ. Nghiêng! Cô giáo cùng toàn thể các bạn an toàn. Kính thưa các thầy cô, thưa các bạn, kể từ ngày chúng ta chia tay các thầy cô, bạn bè rời mái trường thân yêu đã trải qua 20 năm, và cũng gần ấy thời gian mỗi chúng ta bị cuốn theo dòng xoáy cuộc đời với bao suy nghĩ lo toan cho cuộc sống, với bao niềm vui nỗi buồn, nhiều thứ đáng nhớ và đáng quên. Nhưng có một điều chắc chắn rằng mỗi chúng ta không thể nào quên được ngày còn học chung dưới mái trường thân yêu này. Mỗi năm đến hè, khi cánh phượng hồng như đang rực cháy, những hình ảnh kỷ niệm áo trắng ngày xưa bất chợt lại trào dâng lên trong lòng mỗi chúng ta một niềm bồi hồi xúc động. Và cũng trong sự cảm xúc đó, chúng ta muốn trở về thăm lại mái trường này để một lần được gặp lại thầy cô, bạn bè yêu quý. Hôm nay, niên khóa 2000-2003, chúng ta tổ chức buổi họp mặt chính thức đúng 20 năm nhằm thỏa lòng mong mỏi. Và xin hội trường hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng sự kiện đặc biệt ngày hôm nay của chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được kính thưa toàn thể quý vị đại biểu khách quý, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến. Thời gian trôi đi không bao giờ trở lại, mang theo tiếng tuổi học trò với bao nhiêu kỷ niệm thấm thoát đã 20 năm kể từ năm 2003 khi chúng ta tốt nghiệp đến ngày hôm nay. Ngày 22 tháng 10 năm 2023, chúng ta mới có dịp được gặp lại đông đủ cùng các thầy cô giáo kính yêu, các bạn học sinh thuở nào dưới mái trường tên gọi Trường Trung học Phổ thông Yên Dũng số 1. Lời đầu tiên, thay mặt cho toàn thể các bạn học sinh niên khóa 2000-2003, xin gửi tới các thầy giáo, cô giáo lời tri ân, lòng biết ơn sâu sắc nhất. Trong niềm vui hồi ngộ này, chúng em xin kính chúc các thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc viên mãn. Xin gửi tới tất cả các bạn niên khóa 2000-2003 lời chào thân thương nhất. Chúc các bạn cùng gia đình của mình gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công. Và đặc biệt, chúc cho lễ kỷ niệm 20 năm trở lại tuổi thanh xuân ngày hôm nay thật nhiều ý nghĩa và thành công rực rỡ. Xin được kính thưa toàn thể quý vị đại biểu khách quý, quý thầy cô giáo cùng thể các bạn. Ngày hôm nay rất vinh dự cho các bạn học sinh liên khóa 2000-2003 của Trường Trung học Phổ thông Yên Dũng số 1 được đón tiếp sự hiện diện của quý vị đại biểu khách quý, quý thầy cô giáo đã bớt chút thời gian vàng ngọc quý báu của mình về tham dự với chương trình ngày hôm nay. Xin được thay mặt cho ban tổ chức trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý vị đại biểu khách quý, quý thầy cô giáo trở về tham dự chương trình 20 năm ngày trở về hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thầy Nguyễn Hoàng Minh, nguyên hiệu trưởng nhà trường, thầy Ngô Văn Ngân, nguyên hiệu trưởng nhà trường. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của cô Tô Thị Mai và thầy Đặng Văn Đức, nguyên
đề nghị vừa nguyên điều phó nhà trường và đề nghị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa được không ạ? Về dự với lễ kỷ niệm ngày hôm nay, xin được thay mặt ban tổ chức trân trọng giới thiệu có sự hiện diện tuyệt vời của thầy Trần Đình Nam, hiệu trưởng nhà trường. Xin mời chúng ta đồng một tràng pháo tay nồng nhiệt để cùng chào đón. Về dự với lễ kỷ niệm ngày hôm nay, thay mặt ban tổ chức xin được nồng nhiệt hân hoan chào đón và giới thiệu sự hiện diện của thầy Trần Văn Minh, thầy Hà Văn Kiên, phó hiệu trưởng nhà trường. Chúng ta sẽ cùng đồng một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất để cùng đón chào. Về dự với chương trình ngày hôm nay, xin được thay mặt cho ban tổ chức trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các thầy cô giáo nguyên là dạy học sinh của khóa 2000-2003 và đặc biệt là các thầy cô giáo đang dạy dưới mái trường Trung học phổ thông Yên Dũng số 1 và cùng toàn thể các bạn học sinh liên khóa 2000-2003 ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, ta trở về thăm lại mái trường xưa, lòng tự hào khi nhìn lên cánh cổng, dòng chữ đỏ reo vui trong gió lộng đón chúng ta học sinh cũ quay về. Ta trở về trong ánh nắng ban mai, ngày đại lễ 20 năm long trọng, trên sân khấu lời thầy cô vang vọng, dưới sân trường rực rỡ áo cờ hoa. Ta trở về trong nỗi nhớ lao sao, bạn là ai, học ở lớp nào, ánh mắt nhìn nhau, cái gật đầu thân thiện, tay bắt mặt mừng nhưng chẳng thể nhớ tên. 20 năm bao cảm xúc đong đầy, được ôm chặt tình thầy cô bè bạn, được tung tăng giữa sân trời thơ mộng, lòng rộn ràng yêu lắm mái trường xưa. Và đặc biệt là sự có mặt của hơn 400 cựu học sinh niên khóa 2000-2003 sau 20 năm trở lại tuổi thanh xuân. Các bạn cho mình hỏi, A1 đang ngồi ở đâu ạ? Đúng rồi, các bạn A1 đang ở vị trí nào ạ? Giơ tay cao lên ạ! A2 đâu ạ? Các bạn A3 thì sao ạ? Vâng ạ, rất tuyệt vời đúng không ạ? Vâng, các bạn A4, A5, A6 đang ngồi ở đâu ạ? Còn các bạn A7, A8 đâu ạ? Rất tuyệt vời đúng không ạ? Và các bạn B2 đang ngồi ở đâu ạ? Rồi, những chàng, những cánh tay vâng. Tuyệt vời. B2 thì chắc chắn phải có B gì ạ? B1 đâu ạ? Vâng ạ, B1 bé thế. B1 hơi bé. B1 đâu ạ? Vâng, và B3 đâu ạ? Vâng, và đó là gần 400 các bạn học sinh của khóa 2000-2003 về tham dự chương trình ngày hôm nay. Và một lần nữa xin được thay mặt cho ban tổ chức, chúng ta hãy cùng dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt nhất để cùng chào đón quý thầy cô giáo cũng như toàn thể các bạn học sinh về tham dự chương trình kỷ niệm 20 năm ngày trở về hôm nay. Và tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời trở về sân khấu bạn Đào Duy Chính, trưởng ban liên lạc hội khóa, đại diện cho hơn 400 bạn cựu học sinh toàn khóa lên đọc diễn văn khai mạc. Trân trọng kính mời bạn. Kính thưa thầy cô giáo, có một nhà thơ đã từng viết: một dòng đời, một dòng sông, mấy ai là kẻ đứng trong bến bờ, muốn qua sông phải có đò, đường đời muôn bước phải nhờ người đưa. Có ai đó đã ví thầy cô như người chèo đò, còn chúng em là những người khách qua sông rồi. Người chèo đò vẫn miệt mài giữa đôi bờ, đưa bao thế hệ đi ngang dòng sông tri thức. Và hôm nay chúng em thật vui, những gì vị khách qua sông đã trở về bến đò xưa, bên cạnh người chèo đò lặng lẽ nhìn dấu ấn thời gian trên mái tóc đậm bạc của thầy cô. Chúng em cảm nhận sâu sắc sự lớn lên của mình giữa cuộc đời bận rộn đầy lo toan. Mỗi khi nghĩ về thầy cô, về các bạn, về khoảng thời gian được học dưới mái trường này, chúng em như ấm lại, tự nhủ mình cần phải sống sao cho xứng đáng. Kính thưa các thầy, các cô, thưa toàn thể các bạn, mặc dù bận rộn với công việc gia đình, nhưng các thầy, các cô đã quan tâm dành thời gian tham dự buổi gặp mặt của chúng em hôm nay.
Thay mặt cho toàn thể hội khóa liên học 2003, chúng em xin được bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đến các thầy, các cô đã dạy dỗ và luôn dõi theo, ủng hộ chúng em trong suốt chặng đường qua. Chúng em cũng xin cảm ơn ban giám hiệu nhà trường đã tạo điều kiện về mọi mặt để chúng em có buổi tổ chức gặp mặt đầy ý nghĩa ngày hôm nay. Cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới các mạnh thường quân cùng toàn thể các cựu học sinh khóa 2003 với lòng nhiệt thành cùng với những đóng góp kể cả về vật chất và tinh thần để ngày hội khóa thêm long trọng và thành công rực rỡ. Cũng xin ghi nhận và cảm ơn đến các thành viên ban liên lạc, ban tổ chức đã làm việc hết sức nhiệt tình, trách nhiệm và cống hiến không mệt mỏi cho sự thành công của ngày hội khóa hôm nay. Xin cảm ơn vì tất cả. Tuy nhiên, do không có nhiều thời gian chuẩn bị cho buổi kỷ niệm 20 năm ra trường và dù các thành viên ban liên lạc, ban tổ chức đã nỗ lực hết mình nhưng trong quá trình chuẩn bị cũng như trong thời gian tổ chức buổi gặp mặt không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, rất mong thầy cô và các bạn thông cảm. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể các bạn, trong niềm vui hội ngộ này, chúng em được gặp lại các thầy, các cô, được gặp lại các bạn là điểm hạnh phúc lớn. Nhưng trong lòng chúng em vẫn còn trống vắng vì chúng em đã không thể gặp lại được một số thầy cô trên đời này nữa. Chúng em không thể gặp lại một số bạn đã từng chung trường, chung lớp, chung bàn được nữa rồi. Thầy cô cho chúng em được lắng lại một phút để tưởng nhớ đến thầy cô đã mất. Chúng em hãy cùng nhớ lại một số bạn đã từng chung trường, chung lớp, chung bàn nhưng phải dừng lại khi tuổi đời còn quá trẻ. Em xin cảm ơn thầy, cảm ơn cô, cảm ơn các bạn. Cuối cùng, thay mặt cho các bạn cựu học sinh liên khóa 2003, chúng em xin trân trọng gửi tặng các thầy cô những bó hoa tươi thắm và một món quà nhỏ thể hiện tình cảm thắm thiết, sự tri ân và lòng biết ơn của chúng em đối với các thầy, các cô. Chúng em xin kính chúc quý thầy, cô giáo sức khỏe, hạnh phúc. Và dù sống, làm việc ở đâu, chúng em vẫn luôn nhớ và dõi theo từng bước phát triển của nhà trường. Tình yêu đối với mái trường xưa của chúng em không chỉ dừng lại trong suy nghĩ, trong tâm trí, mà chúng em muốn gửi tặng một phần vật chất tri ân nhỏ bé tới nhà trường để lưu dấu kỷ niệm và cũng để nhắc nhở chúng em thế hệ học trò liên khóa 2003 hãy luôn nhớ về mái trường Trung học Phổ thông Yên Dũng 1, nơi ươm mầm và gieo ước mơ, khát vọng cháy bỏng cho thanh xuân tươi đẹp của chúng em. Món quà chúng em xin gửi tặng nhà trường là 3 bộ máy tính trị giá 21 triệu đồng. Chúc nhà trường ngày càng phát triển, vươn lên một tầm cao mới. Lời cuối cùng, em xin chúc các bạn có một ngày thật vui, thật ý nghĩa sau 20 năm trở về mái trường xưa và hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau với những thành tích mới, niềm vui mới. Xin chân thành cảm ơn. Xin được trân trọng kính mời các thầy, các cô sẽ cùng trở về sân khấu để nhận những lãng hoa và món quà tươi thắm. Xin được trân trọng kính mời các thầy cô sẽ hiện diện lên sân khấu ngày hôm nay.
ánh đèn khuya em đã thức bao đêm. Dưới chiến hầu dân quân nhiều trận có em. Có những cuộc chia tay giạt giao kỷ niệm. Người cầm bút, người cầm súng. Trở về để dự lễ kỷ niệm 20 năm của nhà trường, các bạn trong ban liên lạc sẽ gửi những phần quà tri ân tới các địa chỉ của các thầy cô. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo đã cùng trở về sân khấu để nhận những tấm lòng tri ân của tất cả các cựu học sinh trong lễ kỷ niệm 20 năm ngày trở về ngày hôm nay. Một lần nữa kính chúc sức khỏe tới tất cả các thầy cô giáo, chúc các thầy cô giáo cùng toàn thể gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng và mãi mãi là những người thầy lái đò để chúng em trở về. Vâng, và kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta cùng đến với sự tri ân sâu sắc nhất của các bạn học sinh liên khóa 2003 để được nhằm tri ân các thầy cô giáo ngày hôm nay, đặc biệt là những thầy cô giáo đã luôn luôn dìu dắt chúng em để ngày hôm nay được trở về mái trường, và chúng em lại có dịp được tri ân các thầy cô giáo sau 20 năm trở về. Và chắc chắn rằng trong ngày hôm nay có những bạn bộn bề lo toan công việc và các bạn cũng không trở về với ngày dự ngày hôm nay, thì qua đó các bạn cũng xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới các thầy cô giáo và xin được chúc các thầy cô giáo cùng các bạn của chúng ta có một sức khỏe dồi dào và đặc biệt là gia đình hạnh phúc và thành công trên con đường sự nghiệp của mình ạ. Kính thưa quý vị, trong không khí hân hoan được trở về mái trường xưa sau 20 năm, đặc biệt gặp lại các thầy cô kính mến và các bạn bè thân yêu, người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa, từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy để em đến bên bờ ước mơ. Rồi năm tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời thầy Hoàng Minh, nguyên hiệu trưởng nhà trường, sẽ cùng trở về sân khấu để phát biểu cảm tưởng và ôn lại kỷ niệm xưa với chúng em. Trân trọng kính mời thầy. Vâng, và chúng em xin được trân trọng kính mời thầy Hoàng Minh, nguyên hiệu trưởng nhà trường, xin được lên trên sân khấu để được có những đôi lời chia sẻ và được để cho các bạn được cảm ơn ạ. Kính thưa các quý khách của các thầy cô và các em học sinh, tôi về trường từ năm 1975 đến cuối 22 nghỉ hưu, như vậy là cống hiến cho nhà trường tròn 57 năm. Thời kỳ đất nước mới hòa bình thống nhất, lớp học phổ biến là tranh ghe rột nát. Mỗi khi trời mưa là thầy cô đội nón lớp học, trời mưa thầy cô đội nón lớp học, và các học sinh co rúm như con giun. Đó là lời viết của cô giáo Nguyễn Hiền dạy văn đặt ra. Chỉ trong vòng 2 tháng, mỗi xã dựng cho trường một phòng, trong 24 học nhà cấp 4. Đoàn chuyên gia Liên Xô đến thăm, các đoàn trong tỉnh đến như ngày hội. Nói câu đơn giản thế nhưng các thầy cô thấy có được các xã riêng và nguyên duyệt là trường nó phải làm việc với các xã chấp nhận thì mới được phép như vậy, và huyện mới chấp nhận, và trường được phong tặng lá cờ đầu lần thứ nhất. Không thể nào quên trường phải báo cấp, trường xây dựng mô hình VAC ERVC ruộng vừa đau chuồng. Thầy Ngân ra tại Hà Nội đón hai thầy tiến sĩ sinh học về để chỉ đạo cùng với kỹ sư của huyện xây dựng mô hình VAC ngang với lại Hà Nội, không sao mình không Hà Nội. Và kết quả trường Liên Dũng 1 là thầy dạy giỏi, lại cho học giỏi nhưng lại lao động giỏi, và cái đó bây giờ đích bây giờ đấy. Và trường quy lương 1,1 trả cho giáo viên, các thầy cô bây giờ các em xem hiếm có cơ quan nào
có trường nào có tiền để trả cho giáo viên không? Vì lúc đó là nhà nước giảm thì là mua 2 tháng mới trả được, nhà trường cũng lương trả. Lại dạy giỏi, và tôi xin phân tích để ngắn gọn thôi, ông giỏi giỏi và thi giáo viên thì giỏi nhất tỉnh, thi tại trường đây này. Đấy, nhất tỉnh thi được lớp chọn lớp 12A7, 27A đỗ 6 và cao đẳng đại học ngang tầm cỡ quốc gia, sánh anh các nam Hà Nội. Lớp còn lại vẫn tôi bỏ giữ lại ấy, thời kỳ phá lên làm phố cổ An này, cái lớp cái phố nhìn đây cái quả kia không ngói đấy, có rõ tôi bảo là phải để lại làm phố cổ Hội An, không được phép phá. Nếu còn tôi còn ở đây còn, còn tôi đi là làm quê thì vẫn còn. 27 em lớp 4 nó kêu những nhà nước cho lớp có quyền lớp chọn 27, 45 còn 27 em đỗ 26 cao đẳng đại học đạt 900 trong ngang tầm nữa là anh em rồi. Hữu xạ tiêu 3 em đang học ở năm trước tỉnh, anh Vi 2 em Hùng và em Việt Anh hiện nay đang công tác. Đặc biệt ông Hoàng Kim Vương con ông Vi giám đốc sở kinh đầu tư vừa thương mại, nhà gần trường tôi đã lên rồi rất thuận lợi, nhưng vẫn xin bằng được về Dũng một, bởi các em tin là trường Dũng một dạy giỏi chắc chắn các anh chị sẽ là bông hoa đẹp, các em sẽ là bông hoa đẹp về dự nhất kinh nghiệm 6 năm trên trường 65 và đón nhận danh hiệu cao quý của nước. Kính chúc các quý khách, các thầy cô và các em học sinh sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Và nhớ mãi buổi đẹp mặt ăn buổi gặp mặt của ta. Cuối cùng chúng tôi sẽ tôi xin đọc cho các vị nghe hai bài thơ. Trong bài thơ là cô Thơm, thầy cô Thơm và thầy Tráng, à tôi xin lỗi thầy gì nhỉ? Cô Thơm nhớ không? Không, cô muốn hỏi để biết thôi. Đấy. Em phó gì đấy? Thầy Thái muốn hỏi gì đấy thôi. Về nào nói, thầy Minh đọc lại bài thơ. Đấy, tôi xin đọc hai bài. Một bài các em đi đầu nhớ cả, in trong cuốn sách này. Đây bí quyết để các em thành tài đấy. Trong tất cả công danh ngôn và có bài thơ tôi đọc, các em cùng nghe, còn thầy cô nghe bài trước. Cô sư trọng đạo. Nhà ta quy trương vàng, coi đài hơn cả dầu trang ngập là rốt nghèo khổ lắm con ơi, học hành có chi nên tài sẽ hóa ra vàng, xưng danh hơi đất quê nhà ta. Hoa thơm thơm hát quê nhà, các con thành đạt thơm hoa căng. Thầy cô là một tấm gương, hiện tại sinh ở mái trường. Ngàn năm đất phương quê nhà, tổn sư trọng đạo. Và thứ hai, một tình cảm rất đẹp. Lúc đó tuổi trẻ, bây giờ tôi 55 đọc cái bài này thấy nó ngượng. Thế nhưng mà nó là lịch sử. Tôi ôn lại. Tôi một cô giáo đi bên cỏ ao kìa. Lúc đó là cây phi lao bạch đàn, keo lá tràm tốt lắm. Đi kiểm tra. Ôi thế nào tôi thấy là mình cứ bồi hồi bồi. Sờ cái tóc của cô giáo nó quấn vào má, đúng là bổ rồi, nhưng đúng nửa ngồi đúng dơ. Thế đi nó cái cây nó rất là nó rậm rạp đấy, thế là cô lại ngã vào tôi đấy. Thế là tôi về tôi xúc cảm viết bài thơ mà các thầy ở trong trường biết cả.
Đi dạo cùng em quanh bờ ao cá, đi dạo cùng em quanh bờ ao cá, cả người bằng sao trời, cây gương mái bằng em. Chính anh gương mái trong em đấy, không phải cây đâu. Cây gương mái em, mái trong em như dòng suối chảy êm đềm, như mây bay sóng lửa. Bồi bài, như tóc còn thơm đấy. Hàng cây mãi nằm mê say, con nghe mà hay hay mà hồng. Tại mái tóc em đẹp quá tình, hoa ghen mua thẳng hương đồng hương hào. Tiếc rằng đất thấp trời cao, anh có duyên phận đã trao chị hồng. Nhớ em ấy để trong lòng, có lòng sao quên nét. Chúng thầy cô sức khỏe, các bạn sức khỏe, mình thích thành hạt, xin cảm ơn. Kính thưa các thầy cô và các bạn, vừa rồi chúng ta đã được nghe những lời yêu sâu thẳm của các thầy cô, xúc động đã được thầy Nguyên Hiệu trưởng phát biểu trong buổi lễ trọng đại ngày hôm nay. Sau 20 năm được nghe lại giọng thầy kính yêu, chúng em không biết nói gì hơn, xin được cảm ơn thầy, kính chúc thầy và gia đình luôn mạnh khỏe, có sức khỏe dồi dào, quây quần bên con cháu. Thầy vẫn mãi là tấm gương sáng của chúng em. Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo đang và nguyên là cán bộ, giáo viên của nhà trường qua các thời kỳ, thưa các anh chị thì học sinh liên khóa 2000-2003. Hôm nay các anh chị thì học sinh gồm 11 lớp với gần 400 các anh chị của nhà trường liên khóa 2000-2003 tổ chức buổi gặp mặt thầy và trò với chủ đề trở lại tuổi thanh xuân, kỷ niệm 20 năm ngày ra trường tại mái trường Trung học phổ thông Yên Dũng số 1 thân yêu. Nơi đây 20 năm trước đã gắn bó với các anh chị trong quãng đời học sinh tươi đẹp nhất. Lời đầu tiên, thay mặt cho lãnh đạo nhà trường, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các thầy giáo, cô giáo đang và nguyên là cán bộ, giáo viên, các anh chị kỳ học sinh của nhà trường liên khóa 2000-2003 về dự kỷ niệm 25 ngày ra trường đầy ý nghĩa này. Kính chúc thầy giáo, cô giáo, các anh chị kỳ học sinh mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều thành công. Chúc thầy cô và các anh chị có ngày trở về đầy ý nghĩa. Thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa các anh chị, tôi hiện là cán bộ mới chuyển về công tác tại nhà trường, nhưng tôi cũng là kỳ học sinh của Trung học phổ thông Yên Dũng số 1 liên khóa 1995-1998. Hôm nay các anh chị kỳ học sinh liên khóa 2000-2003 tổ chức hội khóa tại trường, trong tôi cũng có một tâm trạng bồi hồi của một kỳ học sinh. Nhưng tôi càng cảm động hơn trước tình cảm chân quý mà các anh chị đã dành cho thầy cô đã dạy bảo mình trong những năm tháng học tập tại mái trường này. Không những thế, các anh chị còn có những sẻ chia với học sinh đang học tập tại trường với những bộ máy tính phục vụ giờ thực hành đi học. Đây thực sự là tình cảm tốt đẹp, thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn các anh chị cựu học sinh liên khóa 2000-2003. Trong ngày gặp mặt hôm nay, thay mặt cho lãnh đạo nhà trường, tôi xin được báo cáo sơ bộ về tình hình nhà trường trong những năm vừa qua, đặc biệt năm học 2023-2024. Các thầy cô đã nghỉ hưu và các anh chị nắm bắt tìm hiểu thêm được về nhà trường. Hiện nay nhà trường có 36 lớp với 1.443 học sinh, mỗi khối 11 lớp. Đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường gồm 90 người. Trong đó trình độ thạc sĩ là 35 thầy cô, đạt tới tỷ lệ 40.5%. Chi bộ đảng có 53 đảng viên, đoàn trường có 37 chi đoàn, gồm 1 chi đoàn giáo viên và 36 chi đoàn học sinh. Về cơ sở vật chất và trang thiết bị, nhà trường có đủ các phòng học văn hóa, phòng học bộ môn và một số trang thiết bị, đồ dùng, dụng cụ phục vụ cho hoạt động dạy học. Tuy nhiên, nhiều hạng mục cơ sở vật chất đang xuống cấp, nhà trường còn gặp nhiều khó khăn trong việc chuẩn bị những điều kiện để đáp ứng hiệu quả hơn trong việc nâng cao chất lượng dạy học. Về chất lượng giáo dục, những năm gần đây có những lúc chứng lại, nhưng có những mặt
đáng ghi nhận. Kết quả những kiểm tốt và khá luôn trên 98%, kết quả học lực giỏi và xuất sắc luôn trên 40%, khá luôn trên 54%. Đặc biệt trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, học sinh nhà trường đã đỗ tốt nghiệp 100% và có em Nguyễn Văn Bình đạt 28,65 khối A, đứng thứ 2 toàn tỉnh và đứng thứ 65 toàn quốc. Dù còn không ít khó khăn, nhưng các thầy và trò nhà trường vẫn luôn khát khao và cố gắng giữ vững truyền thống tốt đẹp mà bao thế hệ thầy và trò trong suốt gần 60 năm qua đã dày công vun đắp. Các anh chị tiểu sinh niên khóa 2000-2003 có quyền tự hào về nhà trường. Kính thưa thầy giáo, cô giáo, thưa các anh chị, Yên Dũng là một miền quê giàu truyền thống hiếu học. Truyền thống tốt đẹp ấy đã được các thế hệ học sinh Yên Dũng giữ gìn, phát huy, trong đó có cựu học sinh của trường Trung học Thông Yên Dũng 1. Trải qua 58 năm xây dựng và trưởng thành, ngôi trường đã tự hào về nhiều thế hệ học sinh thành đạt, trưởng thành và đi khắp mọi miền Tổ quốc, tham gia xây dựng Tổ quốc, quê hương, trong đó có cựu học sinh niên khóa 2000-2003. Nhà trường rất tự hào về những thế hệ học sinh như các anh chị. Buổi gặp mặt kỷ niệm 20 năm ra trường của cựu học sinh Yên Dũng số 1, niên khóa 2000-2003 hôm nay, nó hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, nó không đơn thuần chỉ là cuộc tụ họp tình bằng hữu, mà còn là dịp để mỗi người cùng quay trở lại ký ức tốt đẹp, theo đúng nghĩa của chủ đề trở lại tuổi thanh xuân của thời học sinh, cùng nhìn lại những chặng đường đã qua, tri ân mái trường, tri ân thầy cô và cùng quyết tâm phấn đấu giành thêm nhiều thành công mới trong sự nghiệp, góp sức xây dựng quê hương giàu đẹp và tô thắm thêm truyền thống hiếu học của nhà trường, của quê hương. Tôi mong rằng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào của cuộc sống, các anh chị hãy luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, khẳng định bản thân để luôn xứng đáng là cựu học sinh của Trung học Phổ thông Yên Dũng số 1. Kính thưa thầy cô, các anh chị, học sinh, nhà trường luôn mong muốn và luôn trân trọng chào đón các thầy giáo, cô giáo đã nghỉ hưu, các anh chị cựu học sinh về hội lớp, hội khóa tại nhà trường, mong được sự đóng góp về tinh thần, về vật chất cho việc xây dựng nhà trường ngày một khang trang hơn, tươi đẹp hơn. Nhà trường cũng mong các anh chị là cầu nối, lan tỏa tinh thần trở lại mái trường xưa với các thế hệ cựu học sinh của nhà trường. Xin cảm ơn quý thầy cô đã dành thời gian quý báu của mình về thăm trường xưa, gặp lại những học sinh thân thương của nào. Mong các thầy cô luôn đồng hành và là điểm tựa tinh thần, là chốn trở về yêu thương cho mỗi cựu học sinh chúng em. Kính thưa các thầy cô, các anh chị, vào dịp tháng 11 năm 2025, nhà trường sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập. Trong ngày lễ long trọng đó, nhà trường mong lại được đón tiếp quý thầy cô và các anh chị cựu học sinh. Cuối cùng, xin chúc quý thầy cô, các anh chị cựu học sinh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn, để có buổi hội ngộ gặp mặt ngày hôm nay thành công tốt đẹp, chúng em không thể nào kể đến sự giúp đỡ nhiệt tình của ban giám hiệu nhà trường đương nhiệm cùng tập thể các thầy cô giáo đã tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, trang thiết bị để khóa 2000-2003 được trở lại ngôi trường xưa cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của tuổi học trò. Thay mặt cho ban tổ chức hội khóa, chúng em xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới ban giám hiệu nhà trường. Và sau đây, ban tổ chức chúng em xin trân trọng kính mời thầy cô trong ban giám hiệu đương nhiệm lên sân khấu nhận phần quà tri ân của hội khóa dành cho nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu kính mời thầy Trần Đình Nam, hiệu trưởng nhà trường. Trân trọng kính mời thầy Hà Văn Kiên, phó hiệu trưởng nhà trường. Trân trọng kính mời thầy Trần Văn Minh, phó hiệu trưởng nhà trường. Trân trọng kính mời các thầy lên sân khấu nhận món quà của ban tổ chức gửi lời tri ân tới ban giám hiệu nhà trường. Lý mà bạn Lê Tuyên, cựu học sinh lớp 6, lớp A6, hiện đang sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Séc không thể về để tham dự cùng với thầy cô và các bạn. Nay xin
được gửi tặng món quà nhỏ để bày tỏ sự tri ân tới các thầy cô nhà trường với giá trị 2 triệu đồng sẽ dành tặng cho quỹ khuyến học của nhà trường. Em xin thay lời cho bạn Lê Tuyên, cựu học sinh lớp A6, xin được kính chúc nhà trường Trung học Phổ thông Yên Dũng số 1 ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành tích lớn trong tương lai. Kính chúc các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn cựu học sinh khóa 2000-2003 luôn dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, chúc cho hội khóa thành công rực rỡ. Và ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời bạn Phạm Thị Ngọc thay mặt cho bạn Lê Tuyên sẽ cùng trở về sân khấu để trao phần quà cho nhà trường. Xin được trân trọng kính mời bạn Lê Tuyên. Trở lại với mái trường xưa, lòng đầy xao xuyến xúc động bồi hồi, chúng em được gặp lại thầy cô, được gặp lại bạn bè và đặc biệt đã được nghe lời tâm sự xúc động của các thầy cô giáo. Thay mặt cho hơn 400 bạn học sinh năm ấy, xin được gửi tới các thầy cô giáo và các bạn lời tri ân, lời cảm ơn và đặc biệt là lời biết ơn vô hạn về thầy cô, bạn bè. Trân trọng kính mời bạn Hồng Mây sẽ lên thay mặt cho toàn khóa để phát biểu cảm tưởng. Trân trọng kính mời bạn Hồng Mây. Thưa thầy cô, sở dĩ mỗi một con người Việt Nam được sinh ra, lớn lên, trưởng thành, đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng đất nước, đó là nhờ công lao trời bể của mẹ, của cha và của các thầy cô giáo. Chúng em cũng vậy, từ những cô cậu học trò ngày nào còn bé nhỏ, hồn nhiên, tinh nghịch, nhờ công ơn của thầy cô mà giờ đây chúng em đã trở thành những công dân có ích của đất nước, đang từng ngày gom góp một phần sức lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Hôm nay, sau 20 năm kể từ ngày ra trường, chúng em xin được gửi lời tri ân chân thành, sâu sắc nhất đến các thầy cô giáo, những người đã yêu thương, dìu dắt và dạy dỗ chúng em trong suốt 3 năm học cấp 3 và hiện tại vẫn đang đồng hành cùng chúng em trên bước đường đời. Thầy cô không chỉ dạy tri thức để chúng em hiểu biết về khoa học, về con người và cuộc sống, không chỉ rèn kỹ năng để chúng em biết vận dụng vào thực tế học tập và làm việc, mà còn truyền dạy những bài học sâu sắc về đạo lý làm người để chúng em biết tạo dựng nên những giá trị tích cực của một con người trong cuộc sống. Thưa thầy cô, đó thực sự là những hành trang quý báu mà thầy cô đã trao cho chúng em để chúng em tự tin vững bước vào đời. Kể từ ngày chúng em tốt nghiệp cấp 3 để bước chân vào cánh cửa đại học cao đẳng để rồi công tác trong nhiều ngành nghề khác nhau, đã có rất nhiều thay đổi trong cuộc sống của mỗi chúng em. Có bạn vẫn gắn bó với mảnh đất quê hương Yên Dũng Bắc Giang yêu dấu, có bạn vì đặc thù công việc mà phải rời xa quê hương đến những vùng miền xa xôi của đất nước. Có những bạn đã gặt hái được nhiều thành quả nổi bật trong công việc, cũng có bạn chỉ lặng lẽ cống hiến sức mình. Nhưng hôm nay chúng em đều tụ họp tại đây, tại mái trường Trung học Phổ thông Yên Dũng số 1 thân thương này, nơi có các thầy cô, có các bạn, nơi đầu tiên chắp cánh ước mơ, khát vọng cho mỗi chúng em. Được gặp lại thầy cô, bạn bè, chúng em như được sống lại những tháng ngày tươi đẹp nhất của tuổi học trò. Được thầy cô yêu thương, bạn bè quý mến, chúng em thực sự vừa vui sướng, vừa hạnh phúc, lại vừa xúc động vô cùng. Biết bao kỷ niệm vui buồn đáng nhớ với thầy cô và bạn bè của 20 năm về trước, bất chợt sống dậy trong mỗi chúng em. Có những giờ học cả thầy và trò đều say sưa tâm huyết, có những kỳ thi thành công khiến thầy trò đều mãn nguyện, có những sự giúp đỡ bao bọc trong yêu thương mà thầy cô dành cho những bạn có hoàn cảnh thiệt thòi, rồi có những buổi liên hoan ấm áp trong tình thầy trò bạn bè. Nhưng chưa hết, chúng em còn có những buổi ham chơi, trốn học, bị thầy cô trách mắng, có những lần quên sách vở không làm bài tập khiến thầy cô phiền lòng, có cả những lần nghịch dại làm cho thầy cô buồn bã thất vọng. Chúng em nhớ rằng dù mỗi lần lỗi lầm như thế nào thì cuối cùng chúng em vẫn nhận được tình thương và tấm lòng bao dung độ lượng của các thầy cô. Đến bây giờ, tất cả thực sự đã trở thành kỷ niệm in hẳn trong trái tim chúng em và mãi mãi không thể nào quên. Thầy cô ơi, hôm nay được gặp lại thầy cô sau nhiều năm xa cách, chúng em vừa muốn nói lên lời cảm ơn vì những gì thầy cô đã trao cho chúng em, vừa muốn nói lên lời chân thành xin lỗi vì những lần chúng em khiến thầy cô muộn phiền. Thật khó để diễn tả hết những lời chúng em muốn nói, nhưng chúng em tin rằng
thầy cô sẽ hiểu, sẽ thông cảm, để rồi lại thấy mỗi cô cậu học trò trong chúng em vẫn đáng yêu như thuở còn ngồi trên ghế nhà trường. Kính thưa thầy cô, hôm nay sau 20 năm là ngày trở về, thầy cô hãy cho phép chúng em được sống lại những ngày trong sáng, hồn nhiên, sôi nổi nhất của tuổi học trò. Kỷ niệm về những tháng ngày ấy sẽ luôn theo chúng em trên từng bước đường đời. Chúng em sẽ luôn ghi nhớ công ơn và những lời thầy cô dặn năm nào, để rồi lại mang tất cả trao lại cho những thế hệ kế tiếp trong hành trình sống của mình. Không biết nói gì hơn nữa, chúng em xin được gửi tới thầy cô lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an. Kính chúc thầy cô của chúng em luôn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết với đời, với người mà nghề giáo cao quý đã thắp lên trong trái tim mỗi thầy cô. Một lần nữa, chúng em xin được cảm ơn các thầy cô. Chúng em hy vọng sau bao nhiêu năm xa cách, thầy cô cũng sẽ vẫn đồng hành cùng chúng em để con đường đời của mỗi chúng em luôn phong phú sắc màu, để chúng em có thêm thật nhiều động lực tinh thần xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp, hạnh phúc hơn. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô ạ. Để tri ân thầy cô thì sau đây em xin tặng các thầy cô và các bạn ca khúc Nghề giáo tôi yêu ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không trở lại, mình phải trải qua. Bạn đừng khóc mà, bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường mới. Là chưa hôm nào nên lấp sớm như hôm nay, trời nắng nhẹ, em đêm gió lay. Là cảm xúc khó nói chi biết nhìn ngần ngơ, níu ta áo dài bay bay. Sẽ hận hồn sao hôm nay ta cách xa rồi, đến bao giờ được thêm một lần chờ nhau thông dong trên chiếc xe đạp, mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa, để mình được sống trọn vẹn khoảnh khắc thiêng liêng lúc này, để đừng quên. Thế giới vẫn quay,
tuổi thanh xuân như gió như mây, cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó mong năm tháng ấy quay lại được không. Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi, 18 đôi mươi nhưng nụ cười đẹp nhất đời. Dẫu gian khó dẫu phong ba, hiên ngang bước sóng gió sẽ qua. Những tháng ngày năm đó anh cũng cười thật tươi, có đôi lời yêu em anh vẫn chưa dám ngỏ lời. Yêu bầu trời năm ấy cũng ngàn vệt nắng ở cuối trời, vẫn nhớ bóng dáng đôi mươi, nhớ nụ cười xuân tươi. Thích thì cứ bước chẳng sợ ai chê, đam mê phía trước đừng đợi chờ lên thế. Mơ và hay cứ ước thanh xuân cũng là điều phi thường, hẹn gặp nhau ở cuối con đường. Đời đổi thay thế giới vẫn quay, tuổi thanh xuân như gió như mây, cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó mong năm tháng ấy quay lại được không. Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi, 18 đôi mươi nhưng nụ cười đẹp nhất đời. Dẫu gian khó dẫu phong ba, hiên ngang bước sóng gió sẽ qua. Những tháng ngày năm đó anh cũng cười thật tươi, có đôi lời yêu em anh vẫn chưa dám ngỏ lời. Yêu bầu trời năm ấy cũng ngàn vệt nắng ở cuối trời, vẫn nhớ bóng dáng đôi mươi, nhớ nụ cười xuân ơi. Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi, 18 đôi mươi nhưng nụ cười đẹp nhất đời. Dẫu gian khó dẫu phong ba, hiên ngang bước sóng gió sẽ qua. Những tháng ngày năm đó anh cũng cười thật tươi, có đôi lời yêu em anh vẫn chưa dám ngỏ lời. Yêu bầu trời năm ấy cũng ngàn vệt nắng ở cuối trời, vẫn nhớ bóng dáng đôi mươi, nhớ nụ cười xuân ơi. Sống hạnh phúc nước mắt không rơi, sau này ta sẽ có tất cả nhưng không có chúng ta. Những tháng ngày sau đó